Ai à bro. Cay thật sự, đủ đam giết, nó có hồi máu ta. Ủa, con rắt nó, ờ đúng, cái con Vego có đội tạo hồi máu mà. Ai à, nó đủ đam giết nó. Bóp tim rồi. Nhưng mà chưa thua mà anh em ơi. Mình bóp đang win nhiều lắm. Cái mồm thành. Vừa nói kèo này win xong thì xuống dưới thì hai thằng hết máu. Ây à, cái mồm tôi nó kiểu bị quân què tôi không biết nữa. Vừa nói kèo này win xong. Win thật và sao lại thế nhở? Nhà đèn dữ vậy.
Tại chỗ kém nguyên. Ôi, mình có chọn đúng người không nhỉ, Lissandra? Bro, có 1-10. Can win bro. Ôi trời ơi. Dạ. Đá quý ấy, đá rào dở quá, không trúng ai đó. Những người quá. Ui, phế mình mà đá giờ hay, đá quả R hay hơn là lụm hết rồi. Phế mình đá R không trúng ai đúng không anh em? Nhưng mà đá R hơi ẩu, phải đấy mà đúng góc, cái góc mà thẳng. Quy đâu vậy? Không hèn đấy anh em, mới không còn lấy dòng Baron nữa. Cẩn thơm ta, chắc cẩn, ngàn thì chắc. Ôi trời ơi. Ok, ok, Quy. Ây à, căng thuế nhỏ à. Anh em cứ cãi nhau làm gì. Con chăn đồ 1-12 còn win. Ui, 8k4 tiền cái quần què vậy. Thầy nó ít tiền hơn cả support.